Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì có thể bấm ngay vào nút chuông và nút đăng ký kế bên để luôn luôn cập nhật những video hay bổ ích hơn nhé. Rồi, bắt đầu nội dung video ngày hôm nay thôi. Bamino luôn là một dòng đồng hồ được nhiều người liên tưởng nhất mỗi khi mà chúng ta nhắc về hãng Orient Nhật Bản. Một chiếc đồng hồ với phần mặt phòng kính vòm nè, máy cơ tự động cực kỳ bền và thiết kế cực kỳ cổ điển sang trọng, mức giá thì lại quá là dễ chịu. Với những yếu tố đó thì Orient Bamino luôn được săn đón bởi nhiều vị khách hàng và nằm trong top best seller trong những nhà phân phối trên toàn thế giới luôn, không chỉ riêng thị trường Việt Nam. Về chi tiết bên trong thì Bamino lại chia thành khá là nhiều cái phiên bản khác nhau. Các bạn sẽ có Gen 1 nè, Gen 2, Gen 3, bla bla bla, rất là nhiều. Phải gọi là khách hàng họ phải đau đầu luôn để lựa chọn đâu là phiên bản thích hợp nhất. Thì mỗi phiên bản đó thì họ sẽ thay đổi tỷ biến về mặt màu sắc, thiết kế mặt số hay là dây da, phải gọi là vô cùng đa dạng luôn và sẽ mang một sắc thái riêng biệt, nổi bật riêng. Tuy nhiên, một trong những phiên bản mà làm mình ấn tượng nhất và mình thích nhất đó chính là phiên bản là Bamino Open Head, phiên bản là Classic. Nghe thôi thì các bạn cũng sẽ hình dung ra ngay là phiên bản đồng hồ Bamino này sẽ có kiểu thiết kế là ô cửa sổ hổ vành tim. Thì đây là một kiểu thiết kế được rất là nhiều người trên thế giới ưa chuộng. Và bây giờ mình và các bạn cùng nhau mở hộp cũng như là khám phá thử phiên bản đồng hồ Orient Bamino. Và đại khái chiếc đồng hồ của mình có mã là RAAG0001L10B nhé. Bắt đầu mở hộp. Rồi bên ngoài thì các bạn sẽ có một cái hộp bảo vệ màu trắng. Rồi mình sẽ mở ra, nó cũng đơn giản thôi. Đó, bên trong thì các bạn sẽ có một cái hộp đen khác. Đây có thể gọi là một cái hộp đen huyền thoại luôn của Orient. Và một số phiên bản Orient Star thì đôi khi các bạn sẽ được đựng trong một cái hộp dài dài thì nó sẽ đẹp hơn, nó sang hơn. Rồi cái hộp này cũng không có gì. Mở lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy ngay chiếc đồng hồ Bamino của chúng ta hiện ra ngay. Rồi mình sẽ nhấc đồng hồ này ra. Bên trong thì các bạn sẽ không có gì cả. Đây là một phiên bản tiêu chuẩn mà, cho nên các bạn sẽ không thể có dây da tặng kèm hay gì như là những phiên bản limited được. Rồi, bỏ chiếc hộp sang một bên, chúng ta cùng đến với nhân vật chính nha. Cùng quay lại với nhân vật chính chúng ta. Trước đây thì mình đã từng có một video review phiên bản đồng hồ Orient Bamino Open Head Classic này rồi. Tuy nhiên, ba chiếc đồng hồ đó là phiên bản kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội. Về độ hot của những phiên bản nó phải gọi là cực kỳ cao luôn. Rất là nhiều người săn đón những phiên bản đó. Điển hình như là ở showroom Trần Quảng Khải của mình đây thì mất tiêu luôn, không còn con nào hết. Nhưng mà nếu các bạn thích chiếc đồng hồ đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới chăm sóc khách hàng thì các bạn sẽ tìm xem là kho nào còn, sẽ điều về ngay cho các bạn. Và thông tin cụ thể chi tiết của những chiếc đồng hồ đó cũng như là chiếc đồng hồ hôm nay mình review, mình sẽ đính kèm phía dưới video. Bạn nào thích hay là muốn có nhu cầu đặt hàng thì có thể truy cập vào đường link đó nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành review về thông tin chi tiết cũng như là vài thông số kỹ thuật trên chiếc đồng hồ này các bạn cũng biết nhé. Đầu tiên về mặt trước của chiếc đồng hồ thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó là 40.5mm. Bây giờ mình sẽ ướm thử trên tay số 17 của mình để các bạn xem thử. Đó, khá là vừa vặn và nằm thỏm trong cái cổ tay của mình. Thực sự là mình là một fan của dòng Bamino luôn. Tuy nhiên mình là một người phải gọi là quá trẻ. Mình chỉ có 25 thôi, mình cũng 18 tuổi thôi, đeo con này nó hơi già. Cho nên mình vẫn chưa thích hợp để đeo chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta từ 27 trở lên hay là trung niên trở lên thì đeo chiếc đồng hồ này nó sẽ toát lên được cái khí khái cũng như là phong cách của bạn nhiều hơn. Còn nếu người trẻ đeo vào thì đôi khi chúng ta sẽ bị nâng cái độ tuổi theo cho nó phù hợp với cái đồng hồ. Về độ dày của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 12mm. Và như các bạn có thể thấy trong video thì chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay thì đây là một phiên bản với phần vỏ là thép không rỉ được mạ một lớp vàng hồng BVD. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm, theo mình nhớ là các bạn sẽ có thêm hai phiên bản khác. Một là phiên bản là vỏ bạc mà mặt đeo màu đen. Hai là phiên bản vỏ bạc mặt đeo màu trắng. Nó còn phiên bản nữa mà phiên bản này cũng khá là hay và bán cực kỳ chạy. Đó là phiên bản mà vỏ bạc nhưng mà màu xanh. Tuy nhiên thì phiên bản nó phải gọi là hot quá. Mình canh phiên bản đó, mình muốn mượn phiên bản nó để review hơn. Tuy nhiên là mình không thể mượn được. Nhưng không sao, mình lựa chọn phiên bản màu vàng hồng này thì nhìn nó sẽ một phần thì nó fancy hơn, nó sẽ luxury hơn là phiên bản màu xanh. Màu xanh thì nó sẽ nhìn nó hiện đại và nó trẻ trung. Rồi thì các bạn sẽ có một cái ti chỉnh giờ ở đây duy nhất thôi và cái ti này được làm khá là lớn. Nó lớn để các bạn có thể thuận tiện chỉnh giờ nè, có thể lên cót bằng tay luôn. Đó, rất là ngon lành. Rồi, kết hợp cùng cái bộ vỏ màu vàng hồng thế này thì các bạn sẽ có một bộ dây da màu nâu. Và bộ dây da này sẽ có
đường kính bản ngang là 21mm. Đây là một con số có phải gọi là khó tìm. Thực sự là con số lẻ trong bộ dây da thì khó tìm, mà không sao, nếu các bạn đến showroom Hoa Rìu đặt hàng là có ngay đó. Cho nên nếu chúng ta mua đồng hồ, các bạn lưu ý nếu các bạn lựa size chẵn thì dễ dàng tìm dây hơn là sẽ lẻ. À, lỡ mặt phần sau thì phía sau này thì các bạn sẽ có một nắp kính trong suốt để các bạn thấy được bộ máy bên trong. Và cái phần nắp mà lắp này thì nó sẽ có một cái dạng là đánh bóng phản gương màu bạc, chứ không phải là màu vàng hồng. Rồi, về đặc trưng của dòng Bambino thì chắc chắn đó chính là tấm kính. Đó, đây là một tấm kính vòm mo cong và đây là một tấm kính khoáng chứ không phải là tấm kính sapphire. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích thì chúng ta có thể độ lên thành tấm kính sapphire cong vòm luôn. Mình nghĩ là chiếc đồng hồ này nếu mà được trang bị sapphire sẵn á, từ hãng thì mức giá nó sẽ khá là cao. Điều này dẫn tới là khi tiếp xúc với đối tượng người dùng á, thì có thể là nó khó khăn hơn so với cái đồng hồ mà dạng là phiên bản affordable, có nghĩa là chúng ta dễ dàng mua thế này. Về mức độ chống nước thì chiếc đồng hồ này sẽ rơi vào khoảng là 30 mét nước thôi. Mình sẽ có một cái cảm nhận riêng cá nhân của mình đi, tại vì mình có ba của mình đã từng sử dụng cái dòng Bambino này đâu đó khoảng cũng là 5 năm rồi. Thì khi mà mình mượn lại cái dòng Bambino này cũng là cái tông màu vàng này, thì mình đánh giá là tông màu vàng nó vẫn không hề phai màu hay là bị hoen rỉ gì cả. Chẳng may là do là ba mình sử dụng nhiều quá hay là ba mình đeo đi vườn luôn thì nó sẽ bị xước sát khá là nhiều phần vỏ, thì các bạn lưu ý điều này. Vỏ màu vàng mà nó bị xước thì chúng ta không thể nào mà đánh bóng được. Nếu mà nó vào đánh bóng thì nó bay luôn cái lớp mài luôn. Còn riêng những phiên bản mà vỏ bạc thì chúng ta có thể đánh bóng được cách rất là dễ dàng. Rồi, một điểm nữa là tấm kính mo cong thì nhiều bạn cũng băn khoăn là liệu một thời gian thì chúng ta đi bị ma sát, bị va đập thì nó có bị trầy hay không. Thì khi mà mình quan sát chiếc đồng hồ của ba mình đeo 5 năm, hoàn toàn là điều đó hoàn toàn rất là ít. Thậm chí là nếu mà có đi nữa, soi rất là kỹ thì chỉ là những cái xước lông mèo chi chít nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là quá là lớn. Tại vì nhiều bạn lo là mặt cong thế này thì những cái phần mà nhô ra thế này nó sẽ tiếp xúc nhiều hơn, sẽ dễ trầy hơn. Mà không, các bạn hãy yên tâm về độ bền chiếc đồng hồ này nhé. Tính là cho tới nay thì đồng hồ của ba mình 5 năm mà không cần lau dầu vẫn chạy chính xác. Đúng thiệt, đường nhật nó bền, nhưng mà mình cũng khuyên ba mình là nên đem bảo trì đi để chiếc đồng hồ này nó bền hơn. Rồi, cùng quay lại với phần mặt đeo của chiếc đồng hồ này. Thì các bạn sẽ có một phần mặt đeo nó sẽ mo cong đi theo tấm kính luôn. Thường thì các bạn sẽ thấy là tấm này đeo nó phẳng đúng không? Thì đây nó sẽ mo cong từ rìa vô trong luôn, đi theo tấm kính. Và màu sắc chủ đạo của chiếc đồng hồ này sẽ là cái tông màu trắng. Những chi tiết như là cọc giờ nè, kim nè sẽ là màu vàng hồng, tương tự như phần vỏ. Thì tổng thể mặt của chiếc đồng hồ này mình đánh giá rất là đơn giản và độ trực quan nó khá là cao. Điển hình là các bạn có thể theo dõi thời gian ở mọi góc độ luôn, rất là đơn giản. Kim giờ, kim phút của chiếc đồng hồ này thì sẽ có kiểu thiết kế là Snowfin. Và riêng ở vị trí 9 giờ các bạn sẽ có ô cửa sổ tròn open hết. Đó, chiếc đồng hồ này nó thiếu vắng hai điểm. Điểm thứ nhất, nó sẽ không có ô lịch ngày, và điểm thứ hai là nó không có dạ quang. Cho nên bạn nào chúng ta muốn đồng hồ có lịch ngày nè, hay là chúng ta có dạ quang, thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn những phiên bản Bambino khác hay là chiếc đồng hồ khác. Rồi, về máy bên trong thì chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy là Orient Caliber F6T22. Thì ở bộ máy này các bạn sẽ có tổng cộng là 22 chân kính, tần số dao động sẽ là 21.600 vòng trong 1 giờ. Khả năng trừ cóc của nó khoảng là 40 tiếng, và chiếc đồng hồ này sẽ hỗ trợ các bạn là chức năng là Hand Winding, có nghĩa là lên cóc bằng tay, và Hacking Stop là khi mình giật hết cái tiền ra thì kim dây nó sẽ auto đứng lại. Ok, các bạn thích mẫu đồng hồ Orient Bambino Open Heart Classic này không? Các bạn muốn mình review nhiều hơn hay là muốn so sánh chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ khác thì phải comment để lại phía dưới. Còn nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay vô ích thì đừng quên bấm một nút like, share bè, nút chuông và nút subscribe để luôn luôn cập nhật cũng như ủng hộ kênh YouTube của chúng mình nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.